Honey Acid trở thành thần tượng fan cam huyền thoại nhờ cú lội ngược dòng hạng mục. Honey sinh ngày 1 tháng 5 năm 1992 tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc và là con cả trong gia đình có hai chị em. Cô tên thật là Ahyeon, trong đó Hi là Hỷ và Jeon là Duyên, gửi gắm ước nguyện của bố mẹ rằng cô sẽ luôn sống trong hạnh phúc. Trước khi ra mắt với Acid, Honey từng là thực tập sinh của JYP Entertainment. Cô gần như đã có mặt trong đội hình nhóm nữ mới, bao gồm cả Hyorin Sistar, Song Ji Hyun Secret và Juji Bestie, nhưng cuối cùng dự án không được ra mắt. Chí hướng chưa thành nên cô chuyển hướng sang Trung Quốc du học. Với chỉ số IQ lên tới 145, không ngạc nhiên khi Honey thông thạo cả tiếng Anh và tiếng Trung Quốc, đồng thời đạt 900 điểm thuế trong vòng 2 tháng. Không chỉ thông minh, Honey còn rất năng nổ trong các hoạt động thể chất khi có thể chơi 3 môn phối hợp cho đến những năm trung học. Cô còn từng thắng giải ba trong cuộc thi 3 môn phối hợp Children Triathlon Competition của Korea Triathlon Federation vào năm 2005. Những năm đầu tuyệt vọng trong sự nghiệp ca hát, Honey chính thức ra mắt cùng Acid vào đầu năm 2012 trong vai trò hát dẫn, nhảy dẫn và gương mặt đại diện của nhóm. Khi ấy, Honey đã thỏa thuận với mẹ rằng nếu nhóm thất bại trong vòng 3 năm, cô sẽ tiếp tục quay lại con đường tri thức. Một năm sau, cô và thành viên cùng nhóm Soji tham gia nhóm nhỏ đầu tiên của Acid với tên gọi Dashuni, sau này đổi tên thành Soji Honey. Tuy nhiên, những thành tích mà hai nhóm đạt được khá khiêm tốn và không thực sự giúp họ nổi bật trên bản đồ âm nhạc Hàn Quốc. Tưởng như cái tên Honey cùng Acid sẽ rơi vào quên lãng và chấp nhận bị đào thải như hàng trăm nhóm nhạc K-pop khác, kỳ tích đã xảy đến theo cách họ không ngờ nhất. Ở thời điểm đó, công ty chủ quản của Acid đã cạn kiệt về tài chính, không thể duy trì các hoạt động cho gà nhà. Cuối năm 2014, Honey và các thành viên cùng nhóm được trao cơ hội cuối cùng khi phát hành ca khúc Up and Down. Tình hình vẫn không có dấu hiệu khả quan khi Acid chưa bao giờ là tên tuổi đình đám. Up and Down cũng dần chiêm nghiệm trên các bảng xếp hạng. Honey và cơ may đổi đời nhờ video trình diễn. Năm thành viên bắt đầu cân nhắc lựa chọn con đường mới vì biết thời điểm cuối cùng của nhóm đã gần kề. Đúng lúc này, một đoạn video màn biểu diễn của Honey do một khán giả vô tình ghi hình được tung lên mạng. Đoạn video ngay lập tức đã trở thành hiện tượng được lan truyền với tốc độ tên lửa trên các mạng xã hội tại Hàn Quốc. Không chỉ vụt sáng sau một đêm, Honey còn giúp cho Acid trở nên nổi tiếng khắp châu Á. Nhờ đó, Up and Down đã lội ngược dòng 94 bậc để dẫn đầu bảng xếp hạng Gaon. Đồng thời, ca khúc với nhạc điệu bắt tai cùng vũ đạo quyến rũ này cũng lọt vào top 10 trên nhiều bảng xếp hạng âm nhạc trực tuyến như Melon, Genie. Thành tích này giúp một nhóm tưởng chừng đã đến hồi tan rã như Acid sánh ngang với những nhóm nữ hàng đầu. Sự nghiệp của nhóm sang trang mới, công tử Honey cũng bước lên hàng ngôi sao. Hàng loạt hợp đồng quảng cáo, lời mời tham dự sự kiện tới tấp tìm đến cô nàng với những ưu đãi ngang hàng thần tượng nổi tiếng. Một MC của đài Arirang từng ước tính rằng khoảng nửa dân số Hàn Quốc đã xem video này. Đây liệu có phải là định mệnh sắp đặt giữa hàng trăm nhóm nhạc vô danh, may mắn gọi tên Honey và Acid? Ngoài yếu tố ngoại hình quyến rũ cùng gương mặt ưa nhìn, điều khán giả phải xem đi xem lại đoạn video chính là việc Honey biết dùng ánh mắt và ngôn ngữ cơ thể để cháy hết mình cùng âm nhạc. Có thể nói, Honey mang thần thái của một ngôi sao ẩn dưới vỏ bọc thần tượng vô danh khi từng cái vuốt tóc cũng đầy mê hoặc. Cô luôn nở nụ cười trên môi, mặc dù Acid lúc đó đã chuẩn bị bước bên bờ vực tan rã và đó là hoàn toàn có thể là lần cuối cùng cô được đứng trên sân khấu. Đoạn video của Honey từng được fan cam K-pop xem nhiều nhất lịch sử trong suốt một thời gian dài, cho tới khi ngôi sao thế giới Jimin nhóm BTS lấy đi danh hiệu này. Tuy nhiên, Jimin làm được điều này khi đã nổi tiếng khắp toàn cầu, hoàn toàn khác với trong trường hợp của Honey. Nỗ lực phá vỡ định kiến của ngọc nữ Honey. Sự nổi tiếng đột ngột và không kém phần lạ lùng ấy cũng là con dao hai lưỡi đối với một thần tượng vừa chạm tới hào quang như cô. Không ít người bắt đầu chỉ trích cô là bình hoa di động và gọi cô là thần tượng bong bóng. Trái với lời dự đoán của cư dân mạng, nữ hoàng fan cam không hề lụi tàn sau một thoáng vụt sáng. Cô ngày càng nổi tiếng và có chỗ đứng vững chắc trong giới giải trí, khiến những người từng có định kiến với cô phải gật đầu tán thưởng. Ngoài những hoạt động cùng Acid, Honey cũng góp mặt và góp giọng trong nhiều sản phẩm âm nhạc của các nghệ sĩ khác. Có thể kể đến bài hát Cold của Cyclo, We Got To Grow của Artie hay Fries của Meklo. Honey cũng tham gia nhiều dự án phim và kết hợp cùng nhiều ca sĩ tên tuổi khác. Năm 2014, cô song ca với Park Jong Jun trong bài hát Kiss Me, nhạc phim của bộ phim truyền hình My Lovely Girl. Năm 2015, Honey cùng thành viên Vixen phát hành bài hát song ca Gap. 2017 cũng là một năm nổi bật trong sự nghiệp của cô khi hợp tác với Luna, FX và Sola, Mamamoo trong tác phẩm Honeybee cùng nhà sản xuất của ca khúc Dream của Suzy và Park Ji Hyun. Tuy nhiên, sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến hành trình tham gia cuộc thi ca hát King of Mask Singer của cô vào năm 2016. Sở hữu giọng nữ trung trầm, dày và mang âm hưởng của các ca khúc nhạc jazz, Honey là tài năng hiếm có khó tìm trong muôn vàn những giọng nữ K-pop.
Chính giọng ca này đã giúp nữ ca sĩ thay đổi định kiến của công chúng về mình, cũng như về ngành công nghiệp giải trí xứ Hàn. Đoạt ngôi vị Á quân cũng giúp Hani khẳng định được bản thân xứng đáng với danh tiếng mình đang có. Không chỉ xinh đẹp, hát hay, mà chính thái độ nghiêm túc với công việc mới là điều cô nàng ngày càng được yêu mến. Vượt qua biệt danh Bình Hoa Di Động gắn liền từ thuở mới nổi, Hani là nữ thần tượng đa tài hiếm có. Không chỉ thành công trong vai trò ca sĩ, Hani còn lấn sân sang những mảng khác như làm MC hay tham gia chương trình tập kỹ và đạt được thành công ấn tượng. Tính cách tưng tửng, hài hước nhưng không kém phần thông minh và duyên dáng giúp cô chiếm trọn tình cảm người xem. Ngay sau thành công bất ngờ vào năm 2014, Hani trở thành thành viên chính thức của chương trình truyền hình Osway Cutter của đài TVN. Hani cũng tích cực ghi điểm trong mắt công chúng khi trở thành MC cố định của nhiều chương trình như I Certainly Got a Million Won cùng hai MC kỳ cựu Kim Gura và Jun Song Ju. Năm 2017, cô nàng vinh dự nhận giải thưởng MC Rising Star tại lễ trao giải Couple TV Award. Nhắc đến Hani là nhắc tới chương trình Quickly Idol mà cô cùng tham gia làm MC cùng Kim Hee Hoon, thành viên nhóm Super Junior. Những màn tranh luận và hỏi đáp hài hước của hai người đã giúp Quickly Idol trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều nhóm thần tượng. Chưa hết, Hani còn lấn sân sang mảng điện ảnh với vai trò khách mời của bộ phim truyền hình The Producers. Đến năm 2020, nữ ca sĩ chính thức chuyển hướng sang diễn xuất với vai nữ chính trong phim Is It và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía khán giả. Hani chính thức dừng hợp đồng với công ty Banana Culture Entertainment và chuyển sang ký hợp đồng với công ty giải trí Sublime Artist Agency của Hiomi Tiara vào năm 2019. Tuy nhiên, cô vẫn là thành viên của nhóm EXIT. Gây chú ý bởi sự chân thành và cá tính mạnh mẽ. Nếu chỉ biết đến Hani qua fancam huyền thoại và đơn giản là thưởng thức các màn trình diễn bốc lửa của EXIT trên sân khấu, không biết người sẽ thấy choáng ngợp với con người thật sự của cô. Hóa ra đó là hình tượng hư cấu, là vỏ bọc mà Hani mất hàng giờ mỗi ngày để luyện tập. Hani tự thôi miên mình trước gương, lẩm nhẩm tự nhủ bản thân là một cô gái quyến rũ và rèn giũa từ những biểu cảm nhỏ nhất. Với bản tính y hệt con trai, Hani gần như ép mình phải trở thành một người hoàn toàn khác khi EXIT chuyển hướng sang phong cách này. Ngay từ khi chỉ là một cô gái vô danh trong nhóm nhạc sắp tan rã, Hani đã mang trên mình hào quang của một ngôi sao hàng đầu, từ thân thái đến gương mặt. Thế nhưng vẻ đẹp của cô không quá nổi bật trong làng giải trí Hàn, vốn dĩ đã có nhiều nhan sắc lộng lẫy. Điều khiến cô nổi bật so với nhiều mỹ nhân đình đám khác nằm ở phong cách chân thật đến mức cá tính trong cuộc sống đời thường. Hani không ngại khoe gương mặt không son phấn của mình với đám đông. Ở trong ngành công nghiệp thượng tôn nhan sắc, Hani thường xuyên đăng ảnh khuôn mặt thiếu lông mày hoặc quần mắt mệt mỏi lên trang cá nhân mà không e sợ việc này sẽ khiến người hâm mộ chê bai. Cô cũng sẵn sàng thể hiện hết những tính cách lầy lội trên các chương trình giải trí, để mặc cho cư dân mạng biến tấu thành hàng vạn meme lan truyền khắp nơi. Ngay cả những người không hâm mộ cũng đã quá quen thuộc với cơn bão meme của Hani khi ngồi lướt mạng. Ngoài đời, An Hee-yeon chỉ là một cô nàng nam tính đến đáng sợ và thậm chí còn bị nghi ngờ là đàn ông hoặc người chuyển giới. Có lẽ không ai vượt qua được Hani về sự thoải mái, tự tin khoe cá tính đến mức nam tính. Cũng phải nói thêm, Hani đã nổi tiếng là một sao nữ có cách ứng xử ga lăng, không kém phái mày râu trước các đồng nghiệp nữ. Những khoảnh khắc nữ ca sĩ cư xử lịch thiệp, tâm lý với các nữ thần tượng khác thường xuyên gây bão cộng đồng mạng, nhận được cơn mưa lời khen. Có thời gian, Hani bị cho là làm lố trước công chúng, nhưng chính những khoảnh khắc ga lăng đã giúp nữ ca sĩ giữ vững hình ảnh. Mỹ nhân EXIT quá xứng đáng với danh hiệu nhân cách vàng mà công chúng dành tặng cho cô. Sự phức tạp của giới giải trí khiến hầu hết chúng ta chỉ có thể thấy, nhìn ngắm và cảm nhận về thần tượng mình từ một nơi xa xôi. Nhưng với Hani, cô luôn khiến người hâm mộ tin rằng những gì mình nhìn thấy chính là con người thật. Nếu ví Hani như một viên ngọc thì cô sẽ là một viên ngọc thật khác thường. Không cần ai mài dũa, người ngoài chỉ việc đứng xung quanh mà chiêm ngưỡng vẻ đẹp sáng dần theo thời gian của nó.